Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân tỉnh khóa 8 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đặc biệt, Hội đồng nhân tỉnh đã bàn và thông qua 23 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh thực hiện có hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các ngành, các cấp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Trước khi bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến và giải trình làm rõ thêm một số nội dung vấn đề mà cả đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận trong kỳ họp. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đề ra là tốc độ tăng trưởng GDP từ 6,5 đến 7,5%, GDP bình quân đầu người từ 2.350 đến 2.400 đô la Mỹ, vốn đầu tư toàn xã hội từ 28.000 đến 28.500 tỷ đồng, tăng từ 10 đến 12%. Phấn đấu thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tăng 12%, kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ 130 triệu đô la Mỹ, tăng từ 10 đến 12%. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì vậy, sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết 38 của Quốc hội, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian hoàn thành và ưu tiên bố trí phân bổ nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, khảo sát việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm và phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ các dự án đang triển khai sớm đi vào hoạt động, tạo năng lực tăng thêm, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, kịp thời giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế trong tất cả các ngành lĩnh vực phù hợp với thích ứng trong trạng thái bình thường mới. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị chính quyền các cấp không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm các quy định về kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Triển khai các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phòng chống COVID-19 và phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, mở các điểm đợt cao điểm tấn công kiềm chế các loại tội phạm tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các thông tin không chính xác gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bàn và thông qua 23 nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh với tỷ lệ thống nhất cao. Những nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh thực hiện có hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.